Ở đây anh không có dám nói với Việt là anh giỏi, nhưng mà hồi xưa đó là anh sang đây anh cũng là một tay mẹ quậy mẹ nát trời bên này rồi, cũng từng người mẹ giang hồ sòng bài cũng đủ thứ trò hết rồi, nhưng mà phải xếp cánh tại vì cái xứ sở này nó không phải là cái xứ sở mà để cho mình đi con đường đó. Cuối cùng em biết không, anh phải đi học về kỹ thuật, anh vào trường kỹ thuật học hàn, học này học kia, học 3 năm mấy mới ra trường. Anh không ra trường, anh học 8 năm rưỡi mới ra trường đó. Anh đi làm suốt mấy chục năm, anh có nhà hàng, anh có đầy đủ các thứ, thế nhưng mà cái bản chất anh vẫn là người Việt Nam. Anh không bao giờ anh quên được cái dòng giống của mình, cái gốc tích của mình. Em có dịp nào rồi cứ kết bạn với đây với anh cho rồi, cũng là mà rảnh rỗi mà nghỉ các cái đi chơi thì nói chung là anh em mà hiểu nhau mà thông cảm cho nhau thì rất dễ, không có gì hết. Thì Việt cứ đi sang bên anh chơi. Em thì em hay đi lắm, em hay đi chứ không làm việc em đi chơi ngay, tại vì Đúng, mình anh ở anh có mấy thằng đệ bên Na Uy, bên Thụy Điển thì bên anh quen nhiều, tụi nó ở Lusterboy với ở ấy thì tụi nó biết nhiều, tụi nó biết anh nhiều đâu. hồi xưa em có ở nhà hàng gần gần nhất cái bói ấy, nhưng mà em về sau em chuyển chỗ khác. Anh thì bán sang cái nhà hàng cách đây khoảng 4-5 năm trước Covid rồi, bởi vì bà xã anh bảo mình không làm nữa thôi, anh dẹp mẹ luôn. Làm mà anh làm nhà hàng 25 năm mà. Rồi, thế với anh Chiến thì em làm 15 năm em gần hết hơi rồi. Em bán được trước đây 2 năm trước khi Covid ập đến, em may quá em bán được, không chứ bây giờ chết. Tìm công nhân Đúng không được. đúng đúng Trước thì làm người bên Thái Lan qua làm việc chứ bây giờ làm khó lắm. May quá mình bán được không chết. ừ anh cũng Ủa bên đó anh mình ít cũng người Việt hả anh? Người Việt bên hả, Thụy Điển á, chỗ nào ít người Việt không ạ? cũng người Việt luôn ấy, phải phải về À. Thái Lan, tức là làm bảo lãnh người sang bên đây để làm việc chứ cũng không có người Việt. Đúng rồi. Thụy Điển này thì người Hoa nhiều, người Bên Hoa đó đó anh Việt, bên đó Việt mấy lần mà cái nước mà cái con thùy dương á mà nó lên à, nó con tì thủy dương toe trên nó bên Na thùy dương Uy, ấy em. À trên thủy dương bên Na nó bên Na Uy à cách của anh thủy lái xe khoảng 2 tiếng đến rồi. Con ấy nó khóa anh rồi, nó tại lên chửi mới lấy, nó biết mình biết rồi đâu, nó sợ quá nó khóa luôn cho con mình. ý là nó con ý là thần kinh mà mẹ Nó nó thần khóa. kinh rồi. Em nói thật anh, cái người người Na Uy nó nhất là ghét những cái bọn gì ở đâu mà chống phá quậy phá, nó nhất là ghét. Người Thụy Điển, người Na Uy, người Đan Mạch như thế, tức là nó mình làm cái gì mình âm thầm mình làm, mình ở đây kiểu gì kiểu mình vẫn là người nhập cư, mình biết cái bổn phận của mình đó. Đúng rồi. Chứ không phải mình đến Thì đây mình làm vua làm chúa mình quậy phá mình chết ngay đây. Thụy Điển này nhìn như thế mà không phải người, nó không phải hiền đâu, người Thụy Điển nó có cái nhất là kỳ, nó muốn làm cái gì nhưng mà nó không nói cho mồm, nó cứ âm thầm nó làm, rất là đúng sợ rồi. người Thụy Không, mà đa số cái dân dân Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển nó vậy ạ. À. Mẹ cái tụi Đan Mạch vậy, nó kỳ thị bỏ mẹ luôn nhưng mà nó không nói ra miệng. đúng rồi, nó kỳ thị kinh lắm ấy. Nó rất ghét người ta, thế nhưng mà ở trong miệng nó úi rồi mày ok này, cái nó mẹ xạo lắm. lúc lúc mà Đừng có mình còn đâu, chưa bằng nó coi thường mình, lúc mình hơn nó đúng rồi rồi không bao giờ đấy. nó. Thơ Quang với cả mọi người, ví dụ bảo không biết thì không biết sao, chứ bọn này sống cái này thì mấy chục năm rồi, họ anh cứ hỏi Việt thì biết. Một là mình phải giỏi hơn nó nhiều, chứ còn nếu mà mình ngang ngang cỡ nó là nó coi bình thường lắm. Mà Yeah. rồi mình phải Đi trên lắm cỡ phải của gọi nó. là trên cơ mới được, chứ còn không ấy được. Cho nên là mình nói là hồi xưa anh đi học Việt biết không, anh đi học anh lấy bằng thủ khoa ra, mà lúc đầu tiên mới vô nó nói thẳng luôn mà, nó nói cái tụi tóc đen của tụi mày suốt đời chỉ đi làm cu ly thôi, thì mẹ điền quá về nói với vợ bảo phải cố gắng học, phải học làm sao phải làm thầy nó mới được, chứ không có thì mẹ chết nó coi như chó. Chứ đừng có tưởng bọn này với nó không có phải ấy. Bình thường thì có vẻ như là lịch sự đấy, mẹ nó coi mình Vậy mà cái nếu mà đám cái bà bọn que nó cứ đám bà que nó cứ tung hô là những người phương Tây, những người Mỹ họ văn minh lắm, rồi họ bên hết sức lắm, cục họ thượng đẳng, họ ga lăng lắm. cái tụi Đức á nó kỳ thị là nó kỳ thị ra mặt, nhưng mà cái tụi mà châu Âu này này da trắng này này nó kỳ thị là nó kỳ thị ngầm, nhưng mà nó kỳ Đúng thị rồi, hơn tụi à Đức dã man lắm. Đức với Pháp này hai cái thằng ấy là kinh lắm. Nó Mình kỳ thị hỏi ra mặt, đường nhưng mà mình hỏi đường tiếng Anh nó trả lời bằng tiếng của nó, đúng kinh quá đấy. rồi đúng rồi. Đấy 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 nó đấy, thằng Đức đấy anh bị mấy lần rồi. Hồi xưa đó, làm gì có cái vụ đi bản đồ GPS, đi du lịch là phải coi bản đồ giấy, mà mình lạc đường mình hỏi À nó đéo trả lời, nó nói là tại sao mày đang đứng ở bên Đức mà mày nói tiếng Anh, đéo trả lời.
Hồi xưa là xem bản đồ, xem cái số đường thì chạy đúng thôi. Rồi. Đúng. Cứ đi lâu lâu vào, vậy là nó lại dừng lại. Dạ, vậy là cái câu chuyện này thì ra là sẽ giúp mọi người hiểu nè. À, là tại sao thằng Nguyễn Văn Đài, tổ chức Việt Tân hay là thằng Lê Trung Khoa gì đó, nó nói bla bla bla, người Đức không thèm đếm xỉa tới là gì? Tự vì tụi nó nói tiếng Việt. Trời ơi, tụi nó nói tiếng Việt. Dân Đức nó đâu thèm đếm xỉa tới. Không phải dân Đức mà dân Việt Nam ở bên đấy nó bảo coi mấy thằng điên. Đúng rồi. Nói chung á là nó chỉ có một số thành phần nào rồi. Cái tụi mà anh nói thật nhé, cái tụi mà Ba Sọc á, nó thấy như cái cỡ Nguyễn Văn Đài, hoặc là cái thằng mà nó có cái thằng chó mà nó chuyên môn, nó nói là cái gì Đài, nó lên nó phỏng vấn, nó nói gì Đài Hoa Khắm à, Hoa Khắm à, Hoa Khắm là Trung Hoa phải không? Cái thằng nó bố láo bập á. Thì ví dụ như là nó làm báo chí hoặc nó làm các cái đấy, tại vì thế này này, nó là cái tụi Ba Sọc là nó cũng khôn lắm, nó làm bộ úi trời ơi tụi bay thế này thế cỡ nó kia, rồi nó đưa lên để nó lên nó la để đỡ mất công tụi nó, chứ còn thực tế trong bụng nó đéo ưa, nó cũng không ưa mấy nó đâu. Tại vì sao? Tại vì một số thành phần nó là bất mãn cái gì hoặc nó bị cái gì ở Việt Nam, rồi từ khi nó đưa sang, rồi nó bảo lãnh sang, đưa sang đó thì thực tế ra thì tụi nó cũng chả làm được cái gì hết, mà nó được tụi kia đó là nó muốn lợi dụng, nó tâng bốc để cho mày lên mày la mày chửi chế độ cho nó ai rảnh thế thôi, để nó ấy. Chứ còn thực tại vì nó biết mấy tụi này nó không về được nữa, còn tụi kia nó vẫn kiếm đường kiếm cửa, nhiều thằng mồm nó la nó ghét cộng sản thế này kia vẫn lén lút đi về đấy. Đúng rồi, 90% này. Nhưng mà về bên đó thì mày nói gì không, thì mày nói ra là đừng có nói công an hay là chính quyền, thì mà dân nó vả nó vỡ bồ. Thời buổi bây giờ đâu phải là thời buổi mà bảo là để là sách gậy đánh nhau, người ta đang muốn cho mày cho nó yên bình đất nước, yên bình tổ tiên quê hương. Anh quen mấy ông mà cũng lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đấy, ông bảo thôi bây giờ nó đã là quá khứ và bây giờ mình không giúp được thì thôi mình im bớt cái mỏ mình đi, mình không giúp được cái đất nước, không giúp cho tổ quốc thì thôi, chứ bây giờ tự nhiên mình lên loa đéo mẹ nó thèm chết mẹ về đéo được. Bên đây thì em cũng có mấy bạn thằng những cái ông bố của bạn em ấy, ta đa số là lính Việt Nam Cộng Hòa, những người ra ngoài đấy người ta hiểu biết ấy. Người ta không bao giờ nhắc đến nữa, muốn nghe nữa, hiểu không? Quên đi. Nhắc đến là nó có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề là một số người nó ảo tưởng cái duy tư hồi xưa nó chỉ không có đi lính kiểm ra lấy tiền. À, còn cái không nhắc đến cái nữa là nó nhắc đến làm gì? Nhục quá, nhục lắm. Đúng rồi, những người người ta hiểu biết mà. Nhục lắm. Nhắc lại quá khứ. Ví dụ quá khứ hào hùng mình còn hãnh diện, mình kể lại cho con cháu nghe. Cái nhiệt tưởng sao bảo sao bố chạy đâu đi, đem mà tao chạy tao vứt cả quần cả áo nữa thì thôi đi, mày nhục lắm. Đúng rồi, như anh vừa nói, bây giờ người trong nước người ta chỉ muốn làm có tiền, người ta hưởng thụ cuộc sống, người muốn đốn bình, chứ không phải là người ta bây giờ muốn chiến tranh, muốn giành cái này thì anh tranh giành cái không có. Em cứ thử ví dụ em Việt cứ thử hỏi ví dụ như cái thế hệ mà bố mẹ của em, ví dụ bảo là hồi xưa đó, cái thời xa xưa đó, mình muốn có tiền để mình đi du lịch nước này nước kia, đi chỗ này chỗ kia rất là khó, cả một vấn đề. Từ Nam ra Bắc cũng đã cả vấn đề rồi, chứ đừng có nói bảo là đi nước ngoài. Thế nhưng mà bây giờ bà con anh em, ví dụ như người giàu có, người trung bình cũng có, người ta đi du lịch lớp lào là Thái Lan, lớp lào Campuchia, hoặc là mình đừng có nói đâu xa xa gần thôi đấy. Rồi ví dụ như là người ta đi du lịch Trung Quốc, Hồng Kông, rồi xa xa thì đi châu Âu, rồi đi Mỹ, người ta có tiền mà. Thế tự nhiên bây giờ bảo đánh nhau để không có tiền đi chơi hưởng thụ nữa thì mẹ làm gì có đấy. Anh thấy không? Chắc anh cũng hay về Việt Nam, chắc anh cũng phải hiểu là cách đây 20 năm đó, ở Việt Nam người ta bắt đầu cũng nói đi du lịch kia, nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chỗ nào ví dụ gặp bạn gặp bè thì người ta đa số là phần nhiều là người ta nói đi du lịch chỗ này đi du lịch chỗ kia, hiểu không? Đúng làm đúng, sao đúng. Đúng. Anh có mấy đứa bạn đấy, đâu mẹ nó cũng bán hết tài sản đi Mỹ, tưởng sao anh, nó hỏi anh hồi xưa anh về, nó hỏi anh bảo theo ý mày sao, anh nói là đừng có đi, mày đi là mày chết. Hỏi thế mày bên đó mày có ai, bảo gia đình bên vợ, tưởng sao bán hết tài sản đi bên vợ về, xách cái ba lô về, nó bảo đúng mà tao hối hận quá, bảo hối hận tao nó nói trước rồi mà. Chứ đâu phải tao không nói trước đâu, rồi bây giờ về làm lại từ đầu mẹ hai bàn tay trắng mẹ, đúng thôi à. Đừng có nghĩ bảo là gia đình anh em rồi bảo là về Việt Nam mua đất mua đai bị lừa đảo rồi sang bên Mỹ không có nhá, đẹp mẹ bị cũng lừa như điên.
bên đây nói là kể cả mình đi bán nhà bán nhiên thì cũng lừa chứ mẹ mình tỉnh táo lừa ngay. Đúng rồi. Người là... tức là người bản xứ hả anh Việt, hay là người bản xứ, người bản xứ bây giờ nhá, bây giờ ví dụ cái nhà của mình 10 đồng nhá, nhưng mà mình muốn bán 15 đồng nhá, nhưng mà nó cho thật thấp xuống hiểu không, cho ôn am cho nhiều lúc mình muốn, tức là mình muốn bán cho nó nhanh hiểu không, nhưng mà nó cho thật thấp cho thật nhiều người đến xem hiểu, cho đánh chán hiểu không, đánh chán như nhiều lúc thằng nào cũng chạy hết, kéo thằng nào nó mua của mình mới tức. Cái ý của mình là mình kiểu làm sao nó bán càng nhanh càng tốt hiểu không, tức là thí dụ cái chiêu đè giá của nó đúng không anh, nhưng mà chiêu vào nó có ekip của nó giả bộ cho người tới coi rồi nó đè giá để cho mình nản, mình bán cho sớm đúng không, nó không đè đúng giá rồi. Nhưng mà nó không đè giá như Việt Nam, nhưng mà ví dụ là cái nhà của ví dụ nhiều lúc mà mình muốn kiểu mình muốn bán gì ấy hiểu không, nhưng mà nó tư vấn nhưng mà mày đừng bán, mình cứ chờ đã hiểu, mình mà càng bán được nhiều nó càng phần trăm nhiều không, cho nên cứ bảo chờ, mình chờ thì mình phải trả hai đầu nhà, một là cái nhà mình đang chờ bán, một là cái nhà mình vừa mua, mình cũng phải trả hai bên đều, mình phải trả chết mẹ mình đúng không, cho nên kiểu mình cứ chờ 3-4 tháng mình có lời một tí nữa thì mình cũng trả hai cái nhà này cũng chết mẹ mình hiểu không, bọn nó nhiều lúc nó tư vấn mình không tỉnh táo là mình chết, nếu mà mình ngỡ ngang là mình chết với nó ngay, cho nên là giác mũi hả, giác mũi mình đâu chứ bảo bên đây nó không có lừa, bên đây nó lừa mẹ, lừa trắng trợn bảo bên đây có lừa là sai lầm lớn. Bên này cá nhân tụi anh có bị quả nào chưa? Mày dính quả nào chưa? Dính dạ. Nói thật mà không dính thì mà nói phét. Nè. Kể một đoạn một câu chuyện vui cho mọi người cùng nghe lên về. Thì hồi xưa mới ra đời mà không, còn trẻ còn ít tuổi mà không. Đi ký hợp đồng nhà mua nhà hàng ký hợp đồng mà không. Thì mình hồi mới ra nghề mà mình hay nữa là mình di dân, mình đến đây lập pháp thì không biết cái gì thì không hiểu không? Dĩ nhiên là mình sao mà hiểu biết hết tất cả được. Nhiều lúc bây giờ mình đi ký hợp đồng chẳng hạn, nó cho thuê nhà 4 năm 5 năm 3 năm chẳng hạn, nhưng mà những cái nào mà chẳng hạn nước nóng nước lạnh hay là điện đóm đáng nhẽ phải được, nhưng mà mình không biết thì nó gạch là cái ô là không được hiểu không, mình chết mẹ mình rồi hiểu không, lừa kinh lắm, đáng nhẽ là cái đấy là phải được, người thuê nhà là phải được, thuê lo co là phải được, nhưng mà nó gạch không được. Đến lúc mình làm nhà hàng 4-5 năm mẹ mình trả tiền nước chết mẹ mình luôn, đến về sau thì hiểu cho nó bảo trời ơi mình bị lừa. Ê, bên đây bút xa gà nó... chết, bây giờ là bút xa gà chết rồi đúng không? Bút xa thì gà chết, sao được? Những cái đấy là những bài học của mình, sau này là mình làm cái gì mình phải tìm hiểu thật kỹ, làm mình nhờ người tư vấn rõ ràng hiểu không? Chứ đừng có nói mà bên đây không có lừa bịp như thế là những người nói phét nói sạn. Hiểu không? Đâu cũng thế thôi. Chung nó hỏi anh đó, bên đó mua nhà có sổ đỏ không à? Mày làm gì thì biết sổ đỏ. Sổ đỏ nhà bao nhiêu thì biết sổ đỏ. Ừ, bên đây không có sổ đỏ. Chừng nào mình mà trả hết tất cả cái tiền, tức là mình vay nhà băng ấy thì mới được sổ đỏ. Mình mà còn mượn một đồng của nhà băng ấy, nó không bao giờ sẽ đưa sổ đỏ cho mình. Nói chung là mọi giao dịch bây giờ không cần biết đều thông qua ngân hàng hết đúng không? Qua ngân hàng hết. Kể cả mình có bán đen bán chui thì mình cũng phải qua cái chỗ bọn môi giới nó ký một lát, nó ký cho để mình mới bán được. Bên đây không phải như Việt Nam đâu. Cái văn phòng môi giới nhà cửa ấy, chứ không phải dễ dàng như Việt Nam đâu, bán qua mồm mới nói qua tay như này như kia đâu. Bên đây nó lằng nhằng lắm, giấy tờ nó phức tạp lắm. Đúng rồi, tại vì luật lệ của nó mình sang đầu tiên mà mình không biết là nó lộn xộn lắm. Từ mình mới ấy được chứ còn anh bên Đan Mạch anh biết đấy, công nhận là bên đây mua cái nhà không phải dễ nha, nhất là khó. Đầu tiên nó phải xem thu nhập của mình, xem là có đủ khả năng, hai vợ chồng đủ khả năng để trả cái nhà đấy không. Đúng, kể cả nó muốn coi cái tiền mà mình hiện tại đi làm mà lỡ mà mình bị thất nghiệp mình có trả nổi hay không. Đấy. Chứ không tính kinh lắm. Rồi nó bắt mình làm một cái tức là giống như là cái việc nó hỏi mình á là tiền ăn bao nhiêu này, tiền bảo hiểm bao nhiêu này, tiền xe bao nhiêu này, bảo hiểm bao nhiêu, tức là nó khi khai hết những cái chi phí của mình xong rồi nó xem mình có đủ khả năng trả cái nhà không. Như Việt Nam người ta như gọi cái dự trình hay là cái trình báo đó, là tức là tao một tháng tiêu bao nhiêu cái này, đúng rồi, cái kia bao nhiêu, cái kia phải làm đầy đủ hết hiểu không, xem còn thừa bao nhiêu, ví dụ rủi ro nó bị ra xảy ra thì mình có đúng khả năng mà trả đấy hiểu. Đúng. Chứ đừng coi như là nắm đằng cán, coi như là nhà nước là chính quyền họ nắm đằng cán hết đúng không?
điều gì nó không phải là chính quyền mà là nó thuộc về cái ngân hàng mà nó cho mình mượn tiền mua nhà đó. Cái chỗ à công ty mà nó cho mượn tiền ở công ty đó, tức là nó muốn nắm mình, tức là khi mà mình nó bắt mình phải khai hết những cái chi phí, ví dụ hai vợ chồng thì nó bắt mình phải cho cái hiện tại mà cái lương của mình bao nhiêu, và kể cả ví dụ như mình thất nghiệp là cái lương mình bao nhiêu, và tất cả những chi phí từ tiền điện thoại điện thiết rồi nói chung tất cả những cái chi phí gì nó dính dáng đến cuộc sống của mình là mình phải khai ra, thì nó mới so sánh là cái mức lương của mình nhá, mình có trả nổi cái nhà không đó. Thì nó mới ok. Phải tính, chứ còn... tính ra Việt Nam mình khỏe đúng không, khỏe nhiều, mua nhà có cần gì đâu phải kê khai là làm bao nhiêu đúng không. Ở bên đây mà mình có tiền thì là mua thôi. Mình muốn mua cái nhà kia, mình muốn xem phải không, là trước khi mình phải đi hỏi nhà băng á, nó cho mình mượn không, thì cái thằng môi giới nó mới dẫn mình đi xem, chứ còn không dẫn mình đi đâu. Bây giờ mình tao dẫn mày đi một tí mày nhà băng nó không cho mình mua tiền thì dẫn mình thì mất công. Đúng rồi. Nhưng mà cái khoản nó dẫn vậy á, mình có phải trả chi phí gì cho nó không anh Việt? À không, tại vì nó có chứ anh, nó là người của nhà băng hả? Không, tức là mà cái thằng bán thì phải trả phần trăm cho nó rồi. À thì đương nhiên cái thằng bán nhà đấy, mà nó dắt mình đi, nó bán nhà đấy thì nó tức là cho cái thằng mà môi giới bán nhà là nó ăn hết hai đầu rồi. À thằng bán cò tính ra coi như cò hợp pháp bả rồi, coi như cò hợp pháp rồi còn nữa. Bên này pháp đấy, hợp pháp. Bên này nó có cái công ty môi giới nhà cửa nó bán, mà tại vì khi mà mình muốn bán nhà mình nói với nó là nó đến nó chụp hình chứ biết, nó đăng báo đăng biết các cái mà đúng rồi, xong là xong mình tức là mình hai người tự nói chuyện nhau, tức là mình ví dụ nó bảo ta muốn bán nhà này ta muốn được 20% hay 30%, đúng mình bảo không, ta chỉ trả một cục, tức là 10.000 hay 15.000, mày bán được lúc nào bán được chỉ được bằng cái tiền không, hay là mày bán nhiều thì tao muốn bán nhà này 50.000 mày được 10% hay 15%, đúng rồi, nó nhiều kiểu lắm. Đúng rồi, nhưng mà ví dụ như em nói là anh bắt với anh Việt là cùng ở Thụy Điển nè, ví dụ hai anh tự bán nhà cho nhau thì có bị vấn đề gì không, hay là không vô tư, miễn là sao nhưng mà cũng phải cũng phải qua văn phòng môi giới nó ký tên một cái mới được, chứ không phải mình không, tự ký tên với nhau được. Không, bên Đan Mạch thì không cần thiết phải qua môi giới bên kia, ăn thua là cái nhà băng của mình ra nói chuyện với nhà băng được thôi. Thì bên em là bắt buộc cái bọn môi giới nó phải ký một cái tờ giấy mà phải cho nó 10.000 10% hay gì. Bên anh thì không bắt, Tại vì nó sợ mai mốt cái bên mua, nó sợ mai mốt xảy ra cái chuyện gì đấy, hiểu không? Thì không có ai chịu trách nhiệm, mà nếu cái bọn môi giới nó mà ký vào rồi thì nó sẽ chịu trách nhiệm, cho nên nó chắc ăn. Đấy. Nó sợ bị lừa, bị đúng các thứ ấy, kiểu mà nếu mà nó không... À không, bên anh á là thế này, trước khi mà ví dụ bán nhà thì thường nó sẽ gọi một cái công ty đến để nó xem giá trị cái nhà của mình. Xong rồi nó tính hết, ví dụ như là nó khi mà nó đến vậy á thì mình sẽ mất cho nó một số tiền. Nhưng mà ví dụ đi, ví dụ giữa anh Bắc với anh Việt bán nhà cho nhau á thì có phải đóng thuế cho nhà nước không? Không. Mà bên này bán nhà cũng không phải đóng thuế em, tại vì cái số tiền bán nhà, ví dụ hồi xưa anh mua cái nhà ví dụ như là 200.000 đô đi. Bây giờ anh bán 500.000 đô là cái tiền đó anh bỏ túi hết, anh không phải đóng thuế. Không, nhưng mà nếu mà tiền lời thì phải đóng thuế đó anh. À không, bên Đan Mạch không phải đóng thuế. Bên em là phải đóng thuế. Đan Mạch khác. Tức là ví dụ mình mua 10.000 nhưng mà đến lúc mình bán được là 15.000 thì là cái 5.000 là phải đóng thuế này. Thế thì bên Đan Mạch không có. Nhưng mà trừ trường hợp là mình sửa chữa hay là mình làm cái gì vào cái nhà đấy thì mình để giấy tờ là thì nó sẽ trừ đi. Còn nếu mình không làm cái gì ấy thì mình nó phải đóng thuế. Tiền lời thì gọi là tiền nó là tiền green, bên đó là green tức là tiền lời của mình ấy là phải đóng thuế. Đúng rồi. Nhưng mà bên anh thì không phải. Bên anh thì không phải đóng thuế. Nó cũng đỡ cái đó. Nói chung là thế, bên đây thấy nói chung là thế thì điện thì cũng kinh khủng hơn Đan Mạch nhiều, thế trùng thế lắm, chuyện lắm. Nhưng mà anh sang đây anh thấy cái lương mà không biết là mấy cái ngành khác sao chứ anh thấy lương bên này cũng thấp chứ không cao. Lương bên Thụy Điển thấp mà anh, thấp hơn bên Naui, bên Đan Mạch. Thấp. Chào anh khách mời bên Đan Mạch nhé. Chào mọi người. Ok, chắc thời qua cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và thời qua anh xin phép xuống cái like tại đây. Hôm nay tối này thì vui thôi, giao lưu.
Nhưng mà cũng vui. Đây, hầu như cái like này like châu Âu không mọi người ha. Like châu Âu. Nhưng mà cũng nhờ, thật ra là nói gì nói chứ em cảm ơn anh Bác, cũng nhờ Bác lên thì mọi người mới rõ hơn, mới biết rõ như thế nào là tuyết ha, như thế nào là tuyết, như thế nào là gọi là hóa chất xà bông hay là cái gì đó để là vệ sinh đường phố, nó sủi bọt, thì rất là cũng nhờ anh Bắc lên thì mới biết là đúng rồi, cái đó là đang lạnh ha, đang đang mùa đông có tuyết có phủ vậy, thì là mình cứ tưởng là bọt thế này thế ngọ xử lý không thì cũng cũng chết chết dở. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào một cái buổi live lần sau ạ. À.